Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok là clip đột kích các bạn ơi. Ok thì gần đây mình thấy có một số sự kiện ra cái quả cầu may mắn anh em. Mà có một số cái mình rất là thích anh em. Cho nên là mình sẽcố gắng làm clip mình quay cho anh em. Đây là một con ngọc phụ nha anh em. Mình sẽ quay. Đó, mình sẽ dùng nhiều acc thôi, nhiều acc mình chia ra quay chứ không phải là quay hết một acc. Đó, ví dụ acc vài chục quả gì đó. Để xem mặt nào có may mắn hay không. Đó, quay theo phong cách dân cài anh em nha. Thì đây. Đó, có cái A với cái B nè, mình thấy lộn, cái R với cái S chứ. Mà có một cái là nó có vừa xẻng mà vừa búa nữa, mình thấy mình rất là thích nha. Mình thích hai cận chiến đó. Đây, đây nè anh em. Xẻng rồng lửa với búa nè anh em. Cái quạt thì các bạn cũng có thể kiếm được nha anh em. Kiếm được ở trong rank A, ra rank C4 á. Cho nên là mình thích hai cái này. Thích hai cái này lắm. Thì bây giờ mình sẽ mua quạt này là 20 quả này với 10 quả bên này nha anh em. Đâu đây nè, 10 quả này nha. Đó, đặt này mua về 10 quả này. Rồi qua bên quả cầu GB này. Hồi nãy bên này không ta? Đúng rồi. Bên này mình sẽ làm 20 quả nha anh em. Còn một phiếu quả cầu may mắn này vô là xài luôn chứ đâu mua được đâu ta. Chờ xíu mình nhận quà đó. Đây nè. Sử dụng phiếu nè. Đó, xem phiếu là không ấy anh em, đã có 80 phiếu thì mình sẽ quay quay còn 60 phiếu nha. Đó với 10 cái kia. Chia chia ạt ra quay nha anh em. Để mình xem ạt này mình có gì. Cần gì mình sẽ chọn. Đầu tiên sẽ chọn hai cái món này đi. Hai món. M200 mà chắc có rồi, cái kit không cần đâu anh em. Chứ cái kit săn cũng được trong trong AI trong boss là có nha anh em. Quả bóng RBK thì RBK thường là cũng có. Cái này là AN94 hả? Nhân vật. Nhân vật ngon không biết. Ok thôi lấy đại nhân vật nha anh em. Rồi thành công rồi mình sẽ quay nghe anh em. Đó, ba quả nè. Rồi ok, quay xuống còn 60 quả vé là mình sẽ ngân ngạc này. Lụm có 10 vé bên cái súng Sky nữa anh em, ca đỏ nha, đang lên. Xẻng rồng đỏ, rìu trống đồng à. Là cái xẻng đi, xẻng lâu lắm rồi, dữ lắm rồi, mình chưa chơi cái xẻng anh em. Bao giờ 10.000 GB luôn kìa, rất là lâu nha anh em. Lắm rồi ôi, ra cái gì vậy? Ra cái này nè, quất tiếp anh em ơi. Là cây xẻng đi nào, ổn balasibo. Rồi nghe đây có dầu kho là đâu, có dầu kho là đâu hả? Đã 10 quét anh em. Thì mình sẽ quay bên có cầu may mắn nè anh em. Mình sẽ quay bên này nha. Đó. Này dứt 10, 10 cái xong qua anh kia lại 10 cái nữa. Lạc này hoàn thành xong một ạ. Lụm cái nào, lụm đi nào, lụm cái nào cũng được mà mình thích cái xẻng, thích cái xẻng hơn nha. Có xẻng để lâu lâu buồn buồn ai rủ đi chơi cận chiến đồ lấy ra quýnh đồ chơi cho vui. Cái curry thì mình có rồi. Rồi trời ơi, cái này cũng khó quá chứ.
thấy có người kêu quay tới hơn 200 quả luôn em mới trúng được cái súng Sky này. Trời ơi không nổ. Nổ. Bùm. Rồi. Rồi quay lại cái kia thôi anh em. Cái kia là quả cộng may mắn là phải vô đây luôn anh em ơi. Rồi chúng ta bấm vô là quay bằng siêu phiếu. Rồi vô đi chọn lại. Ok. 1 2. Nhân vật. Nhân vật lên màu vàng đi, thành công. Rồi. 10 vé nữa nha. Trời ơi làm hết hồn con tròn. Lắm. Ôi animal gì đây. Lắm. Hồi nữa mình sẽ vô mạng khác quay tiếp nha anh em. Dứt. Trời ơi. Lắm. Cơ bộ nó cũng căng anh em ơi. 30 cái rồi. Không hó hé gì hết. Rồi. Tiếp anh em, rất thích nha. Thích cái này nha anh em. Ôi, 5.000. Không được gì luôn, được GB với ấy không à. Còn cái này quay nhẹ nhẹ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đến đặt khác nha anh em. Rồi anh em. Thứ hai nè anh em, mình cũng sẽ chia ra giống như hồi sớm nha anh em. Mình cũng sẽ mua 10 cái này nha anh em. Đó, rồi qua đây quay thôi. Sử dụng phiếu, hạt này có 92 phiếu anh em. Hạt này thì có những hai nhân vật có chức năng rồi anh em, súng con cũng nhiều rồi. Đó, đầu tiên là sẽ lấy hai cái này nha. Có cần thêm gì nữa đây? Cây này mình không thích nhưng mà mình chưa có. Để mình xem đã. AN94 thì không chơi. Không chơi mà đi sưu tầm cũng được anh em. Ok, vô luôn. Rồi. Thì chúng ta quay tiếp này hai chục nha, hai chục là còn 70 nha anh em, 22 đi. Mình quay 10 cái này xong qua bên quả cầu GB kia mình quay. Ồ, 5.000 GB nha. Lộn nè. Không lẽ mình thay đổi đổi sự may mắn là không lẽ không ra. Cái gì đây? Từ từ từ. Súng con hả? 3 ngày. 3 ngày hả? Hết hộp cái hộp nguyên à. Hơi ra thêm cái súng con nữa kìa. Tiếp nè. Đừng trúng rồi nè. Lụm. Chúc mừng. Vật phẩm hiếm. Rồi ra vũ khí. Rồi anh em. Hơi bị lag anh em. Đây. Ồ ra cái gì đây? Cái cây có hài hạn hả? Tiêu rồi, không thấy đây luôn. Mau quay tiếp anh em. Mình đâu chọn đó là biết cái đó là có hài hạn rồi. Cái cây dầu quắm. Ôi 82 rồi anh em. 82 rồi mình sẽ quay qua mình quay quả cầu này anh em. 10 cái nè. Ra cái gì đi nào, không lẽ bị hố rồi. Rồi, lắc luôn rồi. Các bạn chờ mình xíu nha, dừng clip xíu nha. Rồi các bạn nha. Hồi nãy nó bị chấm dứt máy chủ anh em, vô nãy giờ mới được. Thì mình thấy thời lượng quay cũng khá dài anh em. Chắc mình sẽ tăng thêm phiếu kia cho cái hạt này 10 quả nữa nha anh em. Nãy nói là sẽ xuống 72 sẽ xuống 62 luôn anh em. Xuống 62 là sẽ dừng clip luôn á. Tại vì quay dài quá thì đợt sau mình quay tiếp nha anh em. Ok. Ska nào. Đỏ đỏ đâu. Chúc mừng một hiếm hiếm nha. Lụm. Bùm. Cái này ít GB dữ à. Như GB thế nào. GB đâu, súng đâu. Cái quả cầu này nó tốn GB mà nó không chịu ra gì hết. Trời ơi, nhém luôn kìa. Ra đi nè, ra đi nào.
hàng ơi, ba quả nữa ơi, được 1000 GB, 500 GB. Rồi rồi rồi, trời ơi, tiếp tục qua bên kia anh em. Qua bên kia mình sẽ đây, qua đây mình sẽ quay anh em, quay còn 62 quả nha anh em, chơi thêm 20 quả nữa. Đây cái này với cái này, với cây anh này RPK ta, RPK sang dâm không, RPK đi. Ok rồi, lớn rồi, lắc rồi. Trời ơi, chuẩn ra gì, tại lại ra cây xuống coi nữa. Anh ta quay nhiều lắm rồi sao ta, lắc ghê luôn, 5000 luôn. Ồ, giờ ca rồi, hiếm 300 GB luôn. Hiếm ơi, hiếm ơi, hiếm ơi, đừng hiếm muộn, chờ 1000 GB luôn. Đây nè, thọ nhém là ra cái cây đó hoài luôn, hết hồn. Ôi, 10000 GB luôn, gần full luôn, gần full luôn, gần full. Nổ cây này 3 ngày luôn, nổ nè. Trời ơi, nãy giờ hơi bị nhiều nha anh em, hàng đâu. Trời ơi, ra đựng mới GB cái nó chạy mút gì luôn à, mới lai ra cây đó hoài trời, cây đó ngon mà sao mình không thấy ra cái xẻng, ra cái búa đi anh bạn ơi. Còn có vài quả nữa thôi anh em, đít dài ơi, ra đi nào. Trời ơi, nó cứ nằm xét 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 cái viên lụm ơi ơi, 5000 vật phẩm hiếm, chúc mừng 200 GB luôn em ơi. Ây da, 1000 GB, quá là xui nữa mà. Ôi, lại cây này nữa, 4 quả nữa nghe anh em, 4 quả nữa nghe anh em. Dạy, trời ơi, 1000 GB nữa, 1000 GB nhân x11 lần này. 2 quả nữa, ấm là xì bồ, ấm là xì bồ, ấm 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 ấm, ờ nhím nhím hoài ta, ấm 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 lắm. Rồi, còn ra mấy cái có ngày thôi anh em. Ok, clip dài ha, đó thì chúc các bạn xem clip vui vẻ nha, bữa nào mình lại quay tiếp, còn nhiều ạc mà, và ạc chính chưa quay nữa nghe anh em. Ok, bye bye anh em nha.